tư sư vì sao người ta ngoại tình có người vì vợ hoặc chồng tệ bạc ngoại tình trước lãnh đạm nói chung là có nhiều tật xấu dẫn đến bạn đời ngoại tình thì con có thể hiểu được nhưng cũng có nhiều gia đình vợ hoặc chồng yêu thương họ hết mực lại không có lỗi lầm gì thì họ vẫn ngoại tình cái này con không hiểu như vậy theo phật giáo làm sao để tự khuyên mình khi đứng trước sự cám dỗ của ngoại tình thưa xưa <laughs> thưa với quý vị đó từ xưa tới giờ á uh, cái gì mà người ta càng cấm nó càng hấp dẫn quý vị biết không cấm mình làm là mình lại khoái làm có nhiều cái nó không có hay chút nào đó, nó không có hay mình cũng không có thích lắm đâu nhưng mà tại vì họ cấm thành ra mình phải làm cho biết à, thì cái vấn đề này cũng vậy đó xã hội coi cái chuyện ngoại tình là cái chuyện cấm thành ra chính vì cái chuyện cấm thì khi ngoại tình hấp dẫn ừ và một cái chàng trai mà khi mà họ chinh phục một cái người phụ nữ gọi mình gọi là gái tơ đó thì chinh phục riết cũng không thấy cái gì mà hấp dẫn nhưng mà chinh phục cái người phụ nữ đã có chồng cái đó nó hấp dẫn hơn đó do đâu do nó cấm ừ rồi cái bản chất của dục á là cái gì cả thèm chống chán thích của lạ nha mình có lấy bà vợ mình là có là hoa hậu đi chăng nữa đó lấy về rồi thời gian nó cũng ngán tận cổ nhưng mà cái cô mà cái cô người làm mà lên mà chân, chân ướt chân ráo đó cái chân còn dính phèn á cũng xấu nha xấu không bằng một nửa bà vợ mình nữa nhưng mà của lạ cái vấn đề của dục nó là như vậy đó nó rất là mau chán nhưng mà cái sự giải quyết cái sự chán dục của thế gian là gì? Tìm cái dục mới. Nha. Giống như cái đứa bé mà nó có cái đồ chơi mới, quý vị mua cho nó một cái món đồ chơi mới là biết liền. Có món đồ chơi mới nó chơi cả ngày. Nha, nó chơi cả ngày, chơi một tuần, một tháng nó không chán, nhưng mà cứ để đó rồi coi. Tới một lúc nào đó nó quăng. Nó không để ý nữa. Dục của loài người là như vậy đó mình có lấy một người chồng, một người vợ có tuyệt vời đi thế nào đi chăng nữa đó rồi mình cũng chán. À, cái vấn đề nó là như vậy. Nhưng mà cái cái cái, cái đồ chơi đó mình chán mình còn quăng được. Chứ còn vợ chồng chán rồi đâu có bỏ đâu có dễ. Ừ. Rồi đó, cái cái bánh cũng vậy ha. Món ngon á thì mình ăn có thể là mới ngon mình ăn cả ngày được, mình ăn nhiều được no rồi vẫn còn thèm có, nhưng mà thử đi mỗi ngày đều ăn cái cái bánh đó nha, cái bánh mình thèm á, cho mày mỗi ngày đều ăn hết, ngán nó tận cổ. Lúc đó, đó có sẵn trong tủ lạnh rồi đó, lâu lâu mới mở ra. Trai gái với nhau cũng vậy, cái dục đó, cái sự hấp dẫn, nó chỉ hấp dẫn khi mà mình còn mới lạ đối với các dục đó thôi, nhưng mà khi nó đã quen rồi đó thì xin thưa là nó cũng nó cũng chán lắm quý vị ơi đấy nó thèm mà chính bởi vì như vậy á cái sự thèm của lạ đó nó phải thèm cái gì mà nó đi ngược ví dụ như như xin xưa nói hồi nãy ông chồng lấy được bà vợ là hoa hậu người mẫu đẹp nha rất là có cái thành phần truy thức rồi, rồi giao tế rất là ngon lành là cái bậc thượng lưu thì tự nhiên là bị cái cô nông dân chân phèn hấp dẫn là nó ngây ngô à đấy rồi cái người khi mà lấy cái người trí thức á, thì còn cô gái khi mà lấy người trí thức á, thì khoái cái, cái anh gặp cái anh văn hồ tự nhiên nó nó nghịch với chồng mình là riêng mình khoái rồi nếu mà lấy nhầm cái anh mà anh ngoan quá đi ảnh thương mình hết à, chiều mình không có bao giờ nặng lời với mình một tiếng nào hết nha thì ra ngoài gặp trai hư hấp dẫn ừ. cái vấn đề của chúng sanh á là cái gì Chán cái dục cũ Và họ giải quyết cái dục cũ đó Bằng cách họ tìm cầu các dục mới Nãy giờ sư nói Quý vị nghĩ là sư sư nói cái chuyện đời Xin thưa Cái sự ngoại tình á, Bản thân nó là khổ đế đúng không Nó là khổ đế Nó đem lại cái sự khổ Nó là khổ đế Mà nãy giờ sư đang nói với quý vị á, Là sư đang nói nguyên nhân của sự khổ Tức là sư đang nói về tập đế Tại do đâu Do tham dục nó làm chủ Nha yeah và mình phải có cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ này tức là gì con đường đưa đến sự chấm dứt cái khổ do ngoại tình đem lại bằng cách gì à, sư chưa có kêu quý vị thì cạo đầu đi tu đó yên tâm thứ nhất à, là mình xem xét lại cái sự nguy hại khi mà đứng trước cái cám dỗ ngoại tình xem xét lại sự nguy hại bao gồm cái gì hao tổn danh tiếng này tức là bị người đời chê trách nha gia đình tan vỡ nha Bài... sư thì cái này là thiên hạ nói thôi và sư thấy cũng có lý đàn ông á họ ngoại tình họ không có bảo vợ nhưng mà họ quên một chuyện cái mũi phụ nữ nó thính lắm đàn ông mà nó khác tí xíu họ biết liền nha thành ra giấu làm sao mà giấu cái gia đình tan vỡ từ lúc đó nha còn phụ nữ á thì ngoại tình á thì thường họ không quan tâm đến chuyện là có bỏ chồng hay không thường phụ nữ mà họ ngoại tình là có khuynh thứ mà họ bỏ chồng nhưng mà coi chừng nha mình không cần để ý đến cái nhìn của bạn đời nhưng mà có để ý đến cái nhìn của con cái hay không khi mình ngoại tình con cái nó coi thường mà khi con cái nó đã coi thường ba mẹ nó rồi đó ha con hư không dạy được nhớ dùm nhiều gia đình Uh, xào xáo uh, ly hôn con nó hư giãn nó không nổi có muốn có con thương con hay không nghĩ đến cái đó ừ. rồi cái tiếng khi mà tiếng đời chê trách đàn ông mà họ ngoại tình xin thưa là có khi là người đời họ chỉ cười trừ xong cái thằng để lăng nhăng nhưng mà phụ nữ mà ngoại tình nha mà tiếng đời nó chửi là nó chửi thậm tệ lắm thành ra coi chừng mình thân bại danh liệt nha rồi nếu như mà mình kết hôn mình có cái hôn nhân mới mình có dám để cho cái người nhà bên chồng bên vợ biết là mình có cái tiền sử ngoại tình không? ví dụ như à, lấy chồng mới lỡ bên nhà chồng mà biết là mình có tiền sử ngoại tình họ nhìn mình bằng con mắt gì? khó sống lắm nha. có kết hôn rồi thì biết lấy với nhau về không phải chỉ ở với nhau mà còn ở với cả gia đình của nhau nữa nha anh chồng cũng vậy thôi nha mà phụ nữ thì um, nhắc quý vị nha nhắc nhắc những cô vợ mà chuẩn bị ngoại tình, nha đàn ông nó chỉ hứng thú với mình khi mình còn là vợ của thằng khác, bởi vì nó là cấm mà chứ còn nó khinh mình nó không dám xài mình đâu nha tới hồi mà mình bỏ anh chồng mình rồi nó không dám xài mình đâu, nó không dám cưới mình đâu, tại vì nó nghĩ là cô bỏ anh chồng cô được cô ở với tôi thì kiểu gì làm sao mà tránh được cái chuyện cô cũng bỏ cấm sừng tôi cô đi tới thằng khác đương nhiên phụ nữ thì họ không nghĩ như vậy có khi họ không nghĩ như vậy họ nghĩ là cái mối tình thứ hai á, là cái cái tình yêu chân thành của họ nhưng mà canh đàn ông nó nhiều lúc họ tỉnh lắm nha coi trình và nhớ dùm nha. đàn ông ấy họ chỉ tốt khi chưa kết hôn thôi hỏi mấy cô lấy chồng rồi thì biết ừ, họ chỉ tốt khi chưa kết hôn thôi coi chừng mà lấy cái ông lấy cái ông sao về đó ổng chỉ là phiên bản thứ hai của cái hôn nhân cũ mà coi chừng nó còn là phiên bản lỗi nữa ừ. còn đối với đàn ông ấy thì xin thưa là phụ nữ họ chỉ đẹp khi chưa kết hôn thôi tại vì khi chưa kết hôn ấy họ còn biết chăm sóc cho ngoại hình chứ còn kết thôn rồi đó nhà không phải tự nhiên mà sạch Cơm không phải tự nhiên mà chính Con cái không phải tự nhiên đi học là có mặt ở nhà Nha Họ phải lo đủ thứ, phụ nữ phải lo đủ thứ Mà khi họ phải lo đủ thứ như vậy Thì họ không còn thời gian để chăm chút sắc đẹp của họ Trước khi cưới họ có là hoa hậu đi chăng nữa Thì sau khi cưới nó cũng tàn phai thôi Thành ra nếu như mà mình bị hấp dẫn Bởi cái ngoại hình coi chừng Vỡ mộng đấy rồi nhưng mà nếu như mình kết hôn về rồi đó mà bà vợ mình bả vẫn phơi phới như hồi nào mình có yên tâm không <laughs> có yên tâm không đấy nhớ dùm một chuyện nhân nào quả đó ngoại tình thì mình mình có cái nhân ngoại tình thì mình sẽ cho cái quả ngoại tình nha rồi cái nữa là cái gì tốn hào tài sản nè nuôi cái mình nuôi phòng nhì nha. rất là tốn kém nha rất là tốn kém nha coi chừng cái một là cái túi mình chịu nổi không hai là cái thận mình chịu nổi không nha rồi chưa kể là có khi là mình phải mất tất cả khi mình ly hôn và cuối cùng nghĩ đến quả báo đời sau có nhớ đến hồi nãy mà sư nói bốn cái chàng à, à, mà bị đọa xuống dưới địa ngục à, cái chảo cái chảo đồng sôi không cái kết quả của người ngoại tình ấy khi họ xuống địa ngục á, thì khả năng lớn là họ xuống dưới địa ngục đồng sôi tức là gì nó có một cái một cái nồi đồng nha mà người ta chì, từ ở trên á, chìm dần xuống dưới đáy đồng rồi từ ở dưới đáy á, nó trôi nổi lên trên nha rồi cứ như vậy em xuống cái thời gian ở địa ngục rồi khi mà làm ngạ quỷ đó, thì làm cái loại ngạ quỷ ăn phân nha không ăn được cái bình đồ bình thường mà chỉ ăn được phân thôi rồi nếu như mà làm loài thú á, thì là loài thú bị thiến nha rồi còn nếu như làm người đó thì giới tính không rõ ràng đó là chưa kể á, nhan sắc xấu xí nha mình quý vị có thấy mấy cái người mà vừa bóng vừa xấu chưa nha. đấy rồi đó là chưa kể là mình bị coi thường bị thù ghét thì đó là những cái hậu quả mà mình phải chịu rồi. Đó là nói về thế gian. Ừ? Còn nói xa hơn một tí xíu. Nhớ dùm. Trong cái dòng luân hồi đấy, mình gặp những chuyện này suốt. nha Gặp những chuyện này suốt. Cho nên ấy như ở trong chú giải pháp à, trong kinh pháp cú Đức Thế Tôn nói đó thể còn dục là còn khổ chính cái dục nó sanh lo âu chính cái dục nó sanh sợ sợ hãi thì chỉ khi nào mình không còn dục nữa thì nó mới không có sự lo âu và sợ hãi bằng cách gì bằng cách thực hành con đường ly dục nha tức là bây giờ sẽ mới xuống gì đi tu á chứ nãy giờ chưa có xuống ừ. rồi có bổ uh, sung gì không nó nói chuyện. cái cách như cái cách mà để không ngoại tình á có một cách thôi đó là cái gì đi tu xong nó quý vị giữ gìn giới gì, lượng bảo đảm quý gì không bao giờ ngoại tình á <laughs> tức là như em bữa sư nói đó muốn muốn tránh cái chuyện mà vợ chồng mình ngoại tình á thì tốt nhất là đừng có lấy không có vợ không có chồng thì làm gì có chuyện mà vợ chồng với ngoại tình <laughs>